Mùa hè mà không đi ăn kem là mày đang chống lại mẹ thiên nhiên đấy. Năm nay tự nhiên phát hiện ra ở đây có quả kem Sunday. Nhức cái nách, Sunday viết này nhá. Mặc dù người ta đã mở đến chi nhánh thứ 300, nhưng con người quê mùa như mình thì đến tận 2022 mới biết ạ. Nói không phải quá lố chứ ông nào mà vào đây chê được thì tôi cũng quỳ lạy ba cái luôn. Ngoài quả kem tủ ra thì ở đây nói thật là rất hợp gu mình. Cái menu có phải gọi là dài 15 cây số. Tông màu chủ đạo là màu đỏ, không phải màu hồng. Trừ 100 điểm. Đùa chứ món Sunday của anh em đây. Hôm đầu tiên là miếng đầu tiên là mình đã kiểu phê. Kem nó kiểu không ngọt quá nhá, nên anh em sẽ cảm nhận được cái sự mát lạnh. Thực ra không phải cứ kem là mát đâu. Nhiều loại kem nó ngọt quá ấy, làm cho mình cứ có cảm giác là nóng hơn cả lúc chưa ăn. Đặc biệt ở đây có món trân châu đen. Loại trân châu khá là khó để bảo quản. Nếu để lâu nó không hỏng thì dai, mà không dai thì cứng. Không biết do mình hên hay sao á, hai lần đến đây đều ăn trân châu rất là mềm. Chắc do thời độ. Căn bản nhất ở đây là nó rẻ, cứ tầm 10 cành là anh em có một cái ốc quế rồi. Loại hoàng gia nghĩa là loại mắc nhất ở đây ấy, cũng chỉ có 35 cành thôi. Nói chung là rẻ mà ngon thì ai chẳng thích đúng không? Sữa chua lắc đào thơm ngậy, trà đào bốn mùa ngập mồm cho topping, nước chanh vàng pha kiểu ít đường nhiều chanh, chua chua chuẩn gu. Thì chuẩn gu thật. Chung quy lại không sớm thì muộn, cả cái menu này cũng nằm trong bụng của tôi thôi.